Năm đối tượng tình nghi liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu ở Nice của Pháp vào ngày hôm qua đã bị đưa ra xét xử, bao gồm 4 người đàn ông và một người phụ nữ tuổi từ 22 đến 40. Công tố viên Pháp François Moulin cho biết kẻ tấn công khủng bố ở Nice đã nhận được sự hỗ trợ hậu cần từ 5 nghi phạm này. Tất cả các nghi phạm có thể phải đối mặt với tội danh hỗ trợ khủng bố. Ngoài ra, theo ông Moulin, vụ khủng bố ở Nice được cho là đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng. Hiện các nhà điều tra đang tập trung tìm hiểu thêm Boulen, hung thủ lái chiếc xe tải 18 tấn lao điên cuồng vào đám đông đang xem pháo hoa trong đêm Quốc khánh ngày 14 tháng 7 vừa qua tại thành phố Nice có liên hệ với IS hay không, hay đó chỉ là hành động cực đoan tự phát. Vụ khủng bố đã làm ít nhất 84 người thiệt mạng.